Kể từ cú sập Luna vào tháng 5, ngành tiền mã hóa đã bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng thanh khoản, khiến hai tổ chức quỹ đầu tư Three Arrows Capital và nền tảng Langin Voyager phải tuyên bố phá sản. Một nhân vật đã ra tay giải cứu thị trường là tỷ phú Sam Bankman-Fried thông qua các công ty do ông quản lý, gồm sàn giao dịch FTX và quỹ Alameda Research. Cụ thể, FTX đã cho BlockFi vay 400 triệu USD, còn Alameda đã cho Voyager vay 485 triệu USD. Vì CEO tuyên bố phải làm vậy để ngăn cản sự sụp đổ dây chuyền trên thị trường, song thừa nhận sẽ có thêm các công ty phá sản và được cho là đã từ chối trợ giúp Celsius vì nền tảng Blockchain này đã lỗ đến 2 tỷ USD. Trong diễn biến mới nhất, trả lời phỏng vấn với Reuters vào ngày 6 tháng 7, CEO sàn FTX tiết lộ, trong thời gian qua đã sử dụng tiền của FTX Ventures, quỹ đầu tư 2 tỷ USD được thành lập vào tháng 1 năm 2022 để cung cấp các khoản cứu trợ. Ông Sam Bankman-Fried cho biết, dù chi phí của mỗi thương vụ giải cứu sẽ tăng dần, nhưng họ vẫn còn đủ tiền mặt trên tay để thực hiện một thỏa thuận lên đến vài tỷ USD. Ở chiều ngược lại, CEO Chen Benzhao của Binance thì tuyên bố, không phải công ty tiền mã hóa nào đang gặp khó khăn cũng đáng được giải cứu, dù Binance nhận từ 50 đến 100 đề nghị mỗi ngày.